Trong tối hôm qua 15 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã làm việc khẩn với tỉnh Bắc Giang để bàn phương án tổ chức phòng chống dịch COVID-19. Thông tin từ buổi làm việc, qua rà soát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát hiện thêm khu vực dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoseiden Việt Nam tại huyện Việt Yên. Đây là ổ dịch có tốc độ lây lan nhanh do công nhân làm việc trong phòng lạnh khép kín. Bước đầu xác định có 900 công nhân là F1. Tỉnh Bắc Giang đánh giá ổ dịch trên rất phức tạp. Cho đến sáng hôm nay đã ghi nhận tổng cộng 314 ca nhiễm. Dự báo số ca F0 tiếp tục tăng. Hiện Bắc Giang đã phong tỏa toàn bộ công ty, thực hiện truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh công nhân khu công nghiệp Quang Châu và người dân khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội. Để giúp Bắc Giang tăng tốc khả năng xét nghiệm, truy vết, nhiều y bác sĩ từ các địa phương lân cận đã tiến hành chi viện cho tỉnh này. Sau Quảng Ninh, Viện Quân y 110, Đại học Y Hải Dương cũng đã được tăng cường để lấy mẫu xét nghiệm. Bộ Y tế khuyến cáo tỉnh Bắc Giang cần phải tập trung nguồn lực để xây dựng một bệnh viện dã chiến. Dự kiến bệnh viện sẽ được xây dựng tại Bệnh viện Phổi của tỉnh Bắc Giang. Bộ Y tế sáng nay ghi nhận thêm 127 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 27 tháng 4 đến nay, tổng số ca nhiễm trong nước là 1.080 ca. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội trong sáng hôm nay cũng đã thông báo về 5 ca nghi nhiễm, bao gồm 2 ca nhập cảnh, 2 người liên quan tới bệnh viện K và 1 ca là F1 của cựu giám đốc Hasinco. Các trường hợp này đều được cách ly tập trung từ trước. Cụ thể, trong 3 ca lây nhiễm trong nước ở Hà Nội có một người đàn ông 60 tuổi trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, tiếp xúc với bệnh nhân 3.433 ở Hòa Bình liên quan tới bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Xét nghiệm ngày 10 tháng 5 cho kết quả âm tính, đến 15 tháng 5 xét nghiệm cho kết quả dương tính. Cũng liên quan bệnh viện K, người đàn ông 58 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ, ngày 15 tháng 5 đã sốt 38 độ, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Người thứ ba là nhân viên văn phòng, nam, 43 tuổi, ở quận Ba Đình, tiếp xúc gần cựu giám đốc Hasinco. Ngày 12 tháng 5, xét nghiệm kết quả âm tính và ngày 15 tháng 5 sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi, xét nghiệm dương tính. Thưa quý vị, hiện tại mức xử phạt hành chính với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là từ 1 đến 3 triệu đồng. Tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, tổng mức phạt với hành vi này trong đợt dịch lần thứ tư đã lên tới 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng ý thức được việc chung tay phòng chống dịch. Nhiều người vẫn vi phạm, thậm chí là chống đối khi bị nhắc nhở. Trường hợp vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Và đây là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng của một phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã được camera an ninh ghi lại. Vụ việc xảy ra vào tối 13 tháng 5. Người phụ nữ không đeo khẩu trang bị tổ an ninh của chung cư Green Hills, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở, kiên quyết từ chối không cho sử dụng thang máy. Bị nhắc nhở, người này còn không chấp hành mà còn có hành vi hành hung xô xát với tổ an ninh. Sau vụ việc, công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và tổ kiểm tra xử lý công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường đã xác minh danh tính của người phụ nữ trên rồi tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 2 triệu đồng. Ngay trong buổi sáng cuối tuần, phóng viên VTC cũng đã ghi lại được rất nhiều trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng hoặc tụ tập đông người tiềm ẩn rủi ro lây lan dịch bệnh, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mức phạt cho hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng này là từ 1 đến 3 triệu đồng. Thế nhưng tại nhiều khu vực tập trung đông người nơi luôn được xem là có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh thì cũng rất hiếm người đeo khẩu trang phòng dịch. Và việc không đeo khẩu trang dường như đã trở thành bình thường từ nhiều ngày nay. Đường Hoàng Sa dọc theo kênh Thị Nghè tập trung rất nhiều quán cà phê. Nhiều người vẫn giữ thói quen lui tới để uống cà phê dịp cuối tuần. Điều đáng nói khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp ngoài cộng đồng, thì đây nhiều người vẫn chưa có ý thức, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách khi giao tiếp. Một số người thì sử dụng khẩu trang kiểu nửa vời. Khi phát hiện phóng viên ghi hình thì mới vội vàng tìm khẩu trang. Cứ tập trung đông người những cái quán nhậu, quán ăn đồ, khu vui chơi là không có tốt, tại vì dịch nó hiện bây giờ nó đang tràn lan, cái dịch thứ tư này nó bùng phát, tức là nó lây nhiễm rất là nhanh, cho nên tôi cảm thấy tôi sợ. Là ngay cả vô siêu thị, nhiều khi mình đang đứng lựa đồ ha, người ta cũng tới, người ta chen với mình và chị cũng nhắc nhở người ta là đang dịch bệnh á, chị nên giữ khoảng cách với chị, đừng có như vậy. Chị thấy hàng quán là mở và hoạt động xuống như vậy thì coi như là khi mà có dịch thì chắc chắn là tránh không khỏi rồi đó. Có rất nhiều lý do khiến người dân lơ là, chủ quan với nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nhưng không đeo khẩu trang nơi đông người chính là nguy cơ tiềm ẩn của việc xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
mình phải ý thức cho mình trước đó, tại bây giờ dịch nó đang hoành hành quá nên bây giờ mình phải tự lo cho mình trước, chứ đừng có mà ham vui mà cứ vô quán mà cứ tháo khẩu trang là nguy hiểm lắm. Còn mình chạy xe ở đây là mình những người mà mình thấy người ta không đeo là mình hỏi, rồi mình có khẩu trang mình phải đưa cho người ta, nhiều có nhiều người quên đó. Mặc dù Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản cấm tụ tập quá 30 người, nhưng với thực tế này thì việc chấp hành các quy định của thành phố là chưa nghiêm túc. Sẽ thật khó lường hết hậu quả nếu như rủi ro tại những điểm như thế này có ca mắc Covid. Rõ ràng chỉ một người lơ là thì cả xã hội vất vả, như lời của Thủ tướng Chính phủ từng nói. 4 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế với những giải pháp điều hành linh hoạt hiệu quả đem lại mức tăng trưởng khá. Thành phố có gần 5.600 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng hơn 95% so với cùng kỳ. Cùng với những giải pháp quyết liệt từ chính phủ, từ chính quyền thành phố thì chính sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp cho bức tranh tại đầu tàu kinh tế của cả nước có những gam màu tươi sáng. Sự linh hoạt, năng động ứng phó trước tình hình khó khăn bởi dịch Covid-19 đã giúp cho nhiều doanh nghiệp vượt bão thành công, tìm cơ trong nguy một cách hiệu quả. Khó khăn trăm bề khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng vẫn phải phòng dịch, vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất và không để người lao động nghỉ việc. Công ty nội thất này đã chuyển hướng, tận dụng nguồn lực sẵn có, đơn vị nhanh chóng bổ sung sản xuất hàng nghìn chiếc giường y tế để phục vụ chủ yếu cho các khu cách ly. Cách làm này giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nhóm sản phẩm để duy trì trong lúc khó khăn. Với cái nội tại của mình là cái hệ thống 7.000 cửa hàng đại lý trên toàn quốc, cũng như là cái 150 chiếc xe đang vận chuyển linh hoạt, và chúng tôi làm cho cơ động hơn để mà vận chuyển nhanh những cái sản phẩm của mình. Chuyển đổi kênh bán hàng từ truyền thống sang online cũng là phương thức mà nhiều công ty đã áp dụng trong đợt dịch bệnh này. Chủ doanh nghiệp này cho biết dịch Covid với họ là một cơ hội khi thói quen mua hàng của người dân đã thay đổi. Chọn hàng, mua hàng để giao tận nhà thay vì phải đến tận nơi để mua. Mình đang có 3 công ty khác, nhưng nếu như mình không có dịch chuyển hướng kinh doanh bắt kịp với cái nhịp sống và cũng như cái dịch Covid này thì chắc chắn là khoảng 200 nhân viên của mình sẽ bị thất nghiệp. Nên là tôi đã quyết định là ra một cái công ty này, xây dựng một cái đội ngũ live stream chuyên nghiệp, tức là bán hàng cũng trực tuyến live stream và làm các app để cho khách hàng là mua hàng trực tuyến trên app hết. Từ doanh nghiệp nội thất chuyển sang sản xuất giường y tế, từ kinh doanh 100% truyền thống chuyển hẳn sang online, những câu chuyện tưởng chừng như không thể nhưng lại có thể ngay trong đợt dịch lần thứ tư này. Các chuyên gia kinh tế đánh giá sự chuyển mình qua 4 đợt dịch Covid không chỉ trong ngắn hạn mà dài hạn hơn, đó là cách doanh nghiệp nhìn lại nội lực của mình và tập trung quay lại với thị trường nội địa. Càng địa phương càng tốt, và sử dụng những sản phẩm mà nó có cái ngày hạn đát của nó càng ngắn càng tốt, và nó ít cái chất bảo quản và ít những cái chất hóa học càng tốt. Thì cái xu hướng đó đương nhiên cùng với Covid nó sẽ làm cho tất cả mọi người tiêu dùng trên thế giới sẽ đi tìm những sản phẩm địa phương nhiều hơn. Thì chính những sản phẩm của Việt Nam chúng ta đi vào thị trường nội địa rất là tốt. Doanh nghiệp ta nhanh này, và chúng ta có một thị trường, chúng ta nuôi được thị trường, phải nói là nhà nước đã tính toán rất là kỹ. Theo các doanh nghiệp, sự đổi mới lần này không phải để gia tăng lượng đơn hàng, mà hơn thế là sự thấu hiểu hành vi của khách hàng, thay đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng để làm sao cho người dân trong nước có cơ hội sử dụng sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng. Và trong lúc khó khăn mới thấy, chính những mô hình liên kết lẫn nhau, tận dụng hệ sinh thái của nhau hoặc bán chéo sản phẩm mới là bước đi vững chắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn lúc này.